Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày 12 tháng 12 thì cửa hàng của Sơn Đỉnh lại tiếp tục giới thiệu đến các bác một vài những cái sản phẩm mới để cho các bác mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh của nhà mình. Trong clip ngày hôm nay thì Sơn Đỉnh sẽ giới thiệu cho các bác đó là hai cái cục đẩy đến từ châu Âu. Model của nó là Behringer A500. Sau này thì các bác là nghe nhạc cũng như hát karaoke gia đình khá là tuyệt vời. Hàng này thì nó cũng khá là hiếm. Và cái model thì Xuân Đình đọc rõ cũng như một chút xíu nữa sẽ quay thật gần để cho các bác có nhu cầu muốn mua những cái cục đẩy hàng bãi tuyển chọn cũng như là hàng chất lượng cao thì các bác có thể là check cũng như tham khảo thêm trên một số trang mạng trên Google, họ cũng có bán về những sản phẩm này. Nhưng đấy chỉ là tại thị trường của nước ngoài thôi, còn ở Việt Nam mình thì những cục đẩy nó khá là hiếm. Và đây là hàng bãi, là hàng cũ đã qua sử dụng nên là nó cũng có chảy xước theo năm tháng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái mức giá, giá thành thì khá là mềm mại. Và những cái cục đẩy như thế này thì các bác sẽ chơi với những cặp loa nghe nhạc Bass 2530 rất là tuyệt vời. Hoặc là các bác có thể ghép như Xuân Đình đang ghép với những cặp BMB để nghe nhạc cũng như hát karaoke rất là hay. Phân khúc thì vẫn là hàng bình dân. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay thật gần cũng như báo giá cũng như quay model để cho các bác biết để tìm hiểu thêm về những cục đẩy ngày hôm nay. Hôm nay về chỉ có hai cục đẩy thôi chứ cũng không có gì nhiều. Cái tên của nó đây, Behringer đấy A500, thì các bác có thể check trên Google để các bác tìm hiểu thêm cái thông tin của cái thương hiệu này. Là một thương hiệu đến từ nước ngoài nhé, chứ không phải là, nhưng mà nó là hàng điện 100V. Đấy. Size của nó bề ngang thì nó cũng bằng với những cái chiếc vang cơ mà Xuân Đỉnh đang phối ghép đây. Tiếng của dòng này nó rất là sạch. Size của nó khoảng độ 46-47 đấy, tại vì nó có cả hai cái tai sách này. Đấy. Thì nếu như bác nào mà có nhu cầu mua cả vang, cả cục đẩy thì đây là một cái bộ Xuân Đỉnh đang setup cho các bác để nghe nhạc cũng như hát karaoke rất là tiện dùng. Trên chiếc vang này thì nó có Bluetooth, Xuân Đỉnh bắt trực tiếp trên điện thoại qua Bluetooth đây, nó đang nhấp nháy đây. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nó có cổng quang giải mã Smart TV. Cái thứ ba là nó có hệ thống chống hú khi các bác hát karaoke, rất là tiện dùng. Và đây nó toàn bộ đều là vang cơ, rất dễ sử dụng mà không sợ chỉnh nhầm gì cả. Rất là tiện. Còn nếu như các bác sử dụng bằng vang số thì tất nhiên nó đắt tiền hơn, nó hay hơn. Nhưng vang số thì nó khó chỉnh hơn so với những dòng vang cơ. Cho nên là Xuân Đỉnh luôn luôn lựa chọn cho các bác những cái sản phẩm dễ dùng. Nhưng ngược lại thì chất lượng âm thanh cũng như phải đảm bảo được các bác là hàng chuẩn. Tất cả những cái vang này thì nó đều là vang của Trung Quốc. Model của nó là FX9 Plus. Hàng này là hàng công ty. Xuân Đỉnh đang bán chiếc vang này có mức giá là 2,2 triệu. Mức giá gọi là bình ổn nhất mấy năm rồi. Còn bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác ở dưới hai cục đẩy. Đấy thì Xuân Đình cũng nó có hai kênh riêng biệt này bằng volume này. Thế nên rất là tiện dùng cho các bác, kể cả là các bác nghe nhạc mộc không cần phải qua cái vang này cũng được. Đấy, rất là dễ. Thì cứ cắm thẳng tín hiệu âm thanh vào sau đó sử dụng volume này thôi. Đấy. Còn nếu như mà có cái vang hoặc là có cái equalizer thì các bác nắp qua thì nó sẽ có cái lợi hơn, đó là nó sẽ chỉnh được âm sắc trên cái cục đẩy này thì nó rất là tốt. Tên của nó là Behringer A500 các bác nhé. Có hai chiếc giống nhau. Trong mặt mũi nó cũng có một vài vết chảy xước nhỏ. Nhưng vì đây nó là đồ cũ rồi. Và Xuân Đình bán thì cứ bán mộc cho các bác thôi. Nhưng ruột gan của hai chiếc này thì rất là đẹp. Đây, Xuân Đình sẽ tắt đi và sẽ quay ruột gan cho các bác luôn. Sau đó sẽ báo giá cho các bác. Đấy. Đây là nội thất bên trong. Sau này thì nó chạy 8 đèn Toshiba đây, mỗi một bên này là 4 con đấy, bên này cũng vậy. Nhìn nói chung là hàng của nước ngoài thì nhìn nó sẽ khác, nhìn nó rất là khôn đấy, một nguồn rất là khủng này, nguyên bộ này. Máy móc ruột gan thì cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đấy, quay cao lên một chút để cho các bác biết này. Các bác có thể ghép với những dòng loa Nhật để nghe nhạc thì cái cục đẩy này có cái phần tín hiệu cũng như chất lượng âm thanh rất là sạch sẽ, chi tiết, toàn bộ sử dụng những linh kiện cao cấp này. Đấy. 8 giò than Toshiba ngay là phía đằng sau.
Đây là cầu loa này, đây là tín hiệu này, bằng dây AV này. Đấy, bên trái này, bên phải này. Đấy, các bác có thể sử dụng jack AV cũng được, hoặc dùng jack Kalong cũng được, hoặc là sử dụng jack 6 cũng được. Đấy là tùy theo các cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn đây là cái nguồn điện của nó, điện 100V này. Đấy. Công suất tiêu thụ điện là 10A, nó khoảng độ vài trăm watt thì đấy. Nhưng thực chất ra thì đấy là công suất tiêu thụ thôi. Còn với những cái cục đẩy như này thì Xuân Đình cũng đã test cũng như trải nghiệm, thì các bác sẽ chơi với những dòng loa nghe nhạc Bass 30 đánh rất là hay. Còn đây nó là cục đẩy gia đình, chứ các bác nếu mà ghép với những dòng loa full thì tiếng sẽ không hay được, vì cục đẩy này nó cũng bình thường, nó không phải là hàng quá khỏe. Hai cục đẩy này thì Xuân Đình bán mức giá là 3.500.000 đồng một cục, mức giá cực kỳ là rẻ so với giá ở trên mạng cũng như trên các kênh eBay. Đây là khẩu ra loa nhé. Bác nào có nhu cầu thì mua cả hai chiếc cũng được, thì về đánh cả khỏe. Cục đẩy bãi của châu Âu, hàng sử dụng điện 100V, có mức giá là 3.500.000 đồng. Còn chiếc vang Nex thì có mức giá là 2.200.000. Đấy, nếu cả một bộ thì nó có giá là hơn 5 triệu một chút, nó chỉ bằng một chiếc âm mì cỏ thôi. Nhưng khi phối ghép vào thì cái chất lượng âm thanh rất là tốt, cũng như rất là tiện dùng, đầy đủ các tính năng nghe nhạc, hát karaoke, sử dụng Bluetooth, cũng như kết nối cổng quang Smart TV rất là tiện dùng. Cần cái cặp loa BMB 300V này là hàng nội địa của Nhật, bát của nó là bát 20. Thì dòng này Xuân Đình cũng bán rất là nhiều rồi, thì Xuân Đình sẽ để một cái phần đề xuất ở trên góc bên trên màn hình trong cái video clip này để cho các bác tham khảo thêm về cặp loa BMB hàng bãi Nhật, mức giá của nó là 4.800.000 các bác nhé. Hiện tại thì cũng còn vài đôi nữa là hết rồi. Đấy, trong này thì hát karaoke cực kỳ là hay, nghe nhạc cũng vậy. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 12 thì Xuân Đình đã giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm hàng bãi. Chi tiết như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582. Và những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.